Covid-19 đã tác động đến mọi mặt đời sống, song công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho nhân dân trong mùa dịch luôn được thành phố Đà Nẵng quan tâm. Với hàng loạt các biện pháp hỗ trợ của Trung ương và các chính sách hỗ trợ đặc thù của thành phố, thời gian qua các cơ quan chức năng đã tập trung triển khai các gói hỗ trợ đến người dân, doanh nghiệp một cách kịp thời, hạn chế độ trễ của chính sách. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố, tới nay này, tổng kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 135 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng là khoảng 175,6 tỷ đồng, hạn chế đến mức thấp nhất các thủ tục hành chính so với trước đây. Trong đợt này, các trường hợp thuộc đối tượng lao động tự do như thợ cắt tóc, xe thồ, giúp việc gia đình được tổ trưởng tổ dân phố xác minh lập danh sách. Trong cái đơn của công dân thì có xác nhận của đồng chí là trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư và đồng chí bí thư chi bộ khu dân cư, bởi vì nâng cao cái vai trò trách nhiệm của khu dân cư để cho giảm thiểu cái việc mà đi lại xác minh hồ sơ đó của nhân dân. Ngoài việc thực hiện kế hoạch 135 trong thời gian giãn cách xã hội theo nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó, thành phố có nhiều chính sách kịp thời hỗ trợ người dân với kinh phí 1.100 tỷ đồng. Sự hỗ trợ đến rất sớm làm cho người dân họ yên tâm hơn và có một cái động lực để người ta có cái sự tính toán trong vấn đề mà đối diện với cái dịch. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, thành phố đã mở rộng độ bao phủ đến với nhiều đối tượng, đồng thời có cách tiếp cận linh hoạt hơn. Trong tất cả là 368.000 hộ mà chúng tôi tiến hành đưa vào danh sách thì có cả các hộ là ngoại tỉnh, có cả các em sinh viên. Với cái tinh thần ấy là một hộ trọ, một phòng trọ có người ở thì được tính lại một hộ. Cho nên là sẽ là có cái điều kiện mà hỗ trợ tất cả các đối tượng. Thời gian gần đây, khi triển khai gói hỗ trợ người lao động từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp theo Nghị quyết 116 của Chính phủ, Bảo hiểm Xã hội thành phố Đà Nẵng đã huy động tất cả cán bộ viên chức triển khai các công việc liên quan. Ngoài việc tổ chức làm thêm giờ, đơn vị đã rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục trực tuyến đối với hồ sơ đúng đủ thông tin nhằm tạo điều kiện cho người lao động sớm nhận được tiền hỗ trợ. Đối với người lao động mà đang bảo lưu cái thời gian tham gia, nhiều khi là họ nộp hồ sơ ở nhiều nơi, rồi cái thông tin mà họ kê khai nó không có chính xác, anh ta phải mất thời gian đối chiếu rồi xác minh để có một cái kết quả cuối cùng đảm bảo làm sao chi trả cho chính xác. Dẫu còn đó nhiều thiếu sót trong quá trình triển khai các gói hỗ trợ xuất phát từ nguyên nhân thống kê lập danh sách, nhưng có thể khẳng định các cơ quan chức năng của thành phố đã và đang nỗ lực để các chính sách đến với người dân một cách sớm nhất nhằm góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trong mùa dịch bệnh.